Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Thì mấy hôm nay lại quắn trên cái kênh YouTube của em Long Bùi, tại vì chưa soạn được cái hàng nào để giới thiệu đến mọi người. Thì cũng được những người đã luôn luôn quan tâm, theo dõi cũng như là ủng hộ em Long Bùi. Em Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hôm nay, trong buổi trưa ngày hôm nay, em Long Bùi tranh thủ lên một clip và hai cây đàn của nghệ nhân mà do một người anh và một người chú đã mua và có theo dõi clip rất sát sao của em Long Bùi để tư vấn về cái sơn, để sơn lại đó. Thì nói chung là những người rất kỳ tính, mình biết những người anh, người chú rất kỳ tính, cho nên đã dặn đi dặn lại để sơn những cái đàn này. Thì mình cũng đã làm xong và bây giờ mình sẽ gửi hàng. Thì trước khi gửi hàng mình sẽ quay một cái video về cái quấn đờ sơn trên một cây đàn cũ của Nhật do nghệ nhân làm đã 40-50 năm mà bởi mình Long Bùi để làm lại. Thật sự thì những cây đàn cũ sơn lại nó cực kỳ khó, nó khó và nó độ tỉ mỉ nó phải cao hơn so với những cây đàn mộc mới nha mọi người. Đó, thì đây là cái cây mình hoàn thành cho một người anh. Hình như là ở Phan Thiết hay sao, anh Phan Thiết hay là Bình Thuận, nói chung mình cũng không nhớ, tí mình xem lại cái tin nhắn để mình gửi đây. Đó, sơn này đây anh ha, em quay luôn cho anh để anh xem. Mình biết anh này rất kỹ cho nên đã chờ đợi cũng như là mọi thứ mình phải làm tư vấn. Đây là bộ khóa đây. Thì cái cây của anh á, thì bộ khóa nó là bộ khóa bình thường thôi, bộ khóa trắng bình thường thôi, nhưng mà khi mình vào dây, anh lên dây sao rét luôn, khi mình vào dây thì nó có mở cái nắp tay này, cho nên mình cũng đã gọi điện cho anh đó. Mình cũng đã gọi điện, nói chung là mình đã biết những người kỹ thì mình đều tư vấn hết kỹ càng và mình đã thay bằng một bộ khóa của Nhật luôn, hơn là mọi thứ nó ok về cái kích thước đường khóa rồi là ok hết đó. Mình thay một bộ khóa đẹp xinh xò luôn ha, ha của Nhật luôn ha. Và cho nó tuyệt vời. Ok, đây là phần mặt như là một cây đàn mới đó, làm sẽ up lại hết, lên dây sau rác cho anh luôn ha. À, cái đàn của anh này đó, mọi người nghe cái âm thanh, cái tiếng của cây đàn mà cái bộ khóa này nó bị hư á, thì mình có nói anh là cái này nếu mà nó không có còn zin cái bộ khóa thì thôi đỡ lại cho em, để em gửi lại cái tiền hôm trước anh gửi cọc mình để mình sơn, nhưng mà anh không chịu đó. Chứ cây này mà anh không lấy thì mình lại lên một clip nữa thì cũng có cho mọi người rồi. Cây đàn nghệ nhân của Nhật, từ một cây đàn cũ và mình đã hoàn thành nó thành một cây đàn gọi là xuất sắc như thế này đó. Ok ha mọi người, đây là cây thứ hai cho một người anh, cũng là một cây nghệ nhân đây đó. Cây này thì cũng cực kỳ đẹp ha. Cây này là mọi thứ, là đây là anh gắn thêm cái WM2 WM công nghệ Bluetooth đó. Đây ha, thì mọi người thấy cái ánh mà mình dọi ra được ở bên ngoài đường luôn ha. Đó, cái này anh sơn thêm cái tiền sơn loại cao cấp tới 800.000 đó. Cầm những người anh họ chơi, họ tin tưởng ở bên mình để mình hoàn thành những cái đàn cho họ. Lên dây lại các, cái này cũng là thay dây mới, lên dây nó
Tiếp qua. Đó. Thì bây giờ mình sẽ gói hai cái này để mình gửi hàng cho khách. Thì mình đang quen đây. Rồi tối nay mình sẽ xem, mình sẽ cố gắng, mình sẽ tranh thủ mình làm một clip về những cây đàn kết thơm của khách nâng cấp. Thì hiện tại đang có hai cây gỗ co và một số cây ở dưới nữa mình chưa xem được thợ đang làm. Thì mọi người chờ đón clip tối nay của em Long Bùi ha. Em Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau của em Long Bùi. Mấy hôm nay em Long Bùi làm hàng cho anh em cửa hàng nhiều quá cho nên cũng không thể nào có thời gian để soạn ra được nhiều cái mặt hàng cho mọi người, để cho mọi người chơi. Thì Long Bùi sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, tin tưởng, ủng hộ cho em Long Bùi cũng như là cơ sở sản xuất đàn guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức.